chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đọc cho các bạn nghe một chuyện tên là Người hiểu biết càng nhiều thì cái tôi càng nhỏ, trong sách Gieo hạt cùng vĩ nhân, tập 21. Trên chuyến tàu chạy từ ngoại ô và trung tâm thủ đô Paris, có một ông già ngồi bên cạnh một chàng sinh viên trẻ. Khi tàu chạy được một đoạn thì ông già từ tốn lấy ra trong túi một chuỗi hạt, rồi ngồi đọc lời hứa nguyện. Anh sinh viên liếc nhìn, tỏ ra khó chịu. Thời gian trôi qua, ông già vẫn lẩm bẩm đọc. Anh sinh viên không chịu được nữa, liền thốt lên. Này ông, đến bây giờ ông vẫn còn tin vào sự vớ vẩn này ư? Ông già từ từ nhìn lên và nhẹ nhẹ gật đầu. Vâng, tôi vẫn tin, còn anh? Anh sinh viên cười khẩy, kể ra hồi nhỏ tôi cũng có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin được khi khoa học giúp tôi khám phá ra những điều mới mẻ, những chân trời mới. Ông già giơ tay ngắt lời anh sinh viên. Anh vừa nói là khoa học đã giúp anh khám phá ra những chân trời mới. Vậy anh có thể cho tôi biết chân trời mới là thế nào không? Anh sinh viên sôi nổi quả quyết. Vâng, nếu muốn xin cứ cho tôi biết địa chỉ của ông, tôi sẽ gửi đến cho ông một cuốn sách. Sau khi đọc xong cuốn sách ấy, ông sẽ tức khắc bỏ những niềm tin vớ vẩn này ngay. Ông già điềm tĩnh lấy ra tấm danh thiếp đưa cho anh sinh viên. Anh sinh viên đọc tấm danh thiếp thì ngượng ngùng, rồi lẳng lặng bỏ sang toa khác. Trên tấm danh thiếp ghi vỏn vẹn mấy chữ: Louis Pasteur, Viện trưởng Viện Hàn Lâm Khoa học Paris. Bài học rút ra của mình là người hiểu biết càng nhiều, càng rộng thì sẽ có tôi nhỏ, còn người mà thích kiêu ngạo và hay xem mình hơn người khác thì sẽ có cái tôi lớn. Xin chào.